Thank you.
giờ đã muộn rồi, chúng mình sẽ phải đi về ngủ sớm này để ngày mai còn tiếp tục học tập đúng không nào? Một lần nữa chị Hằng xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bác lãnh đạo ngày hôm nay đã cùng xuống đây để vui chương trình đêm hội trong vàng với chúng mình. Và một lần nữa chị xin được chúc mừng tất cả các bạn nhỏ đã nhận được những phần quà, những suất học bổng ngày hôm nay. Những bạn nào mà chưa được thì sẽ cố gắng học tập thật tốt nhé. Và chị cùng với Quỳ Anh, Quỳ Em sẽ hẹn gặp lại các